Câu hỏi của cô Bình Lê, cô hỏi là khi tập công thức kích thích tế bào gốc và công thức tự chữa lành, thì trong khi thực hành công thức nhận energy vào não bộ, thì cô có ý muốn nâng cấp tần số hoạt động của não bộ được không ạ? Bây giờ anh chị em học mỗi một cấp lớp mỗi khác nhau, anh chị em thực hành đúng công thức chứ anh chị em chưa có khả năng để nâng cấp tần số hoạt động của não bộ. Ví dụ bây giờ anh chị em có một cái iPhone, anh chị em nói bây giờ tôi muốn nâng cấp lên 6G được không, 6G được không, anh chị em làm sao có khả năng này, ngoại trừ cái người chuyên viên kỹ thuật họ nắm vững những cái yếu tố sẵn sàng rồi thì họ mới nâng cấp được. Còn anh chị em tay ngang, anh chị em không có về hiểu biết về kỹ thuật, anh chị em mở cái điện thoại là cái điện thoại dục luôn, đúng không? Thành ra cái kỹ thuật của NLG là anh chị em phải đi theo từng bước, từng giai đoạn và từng cấp lớp học để một người kỹ thuật viên nâng cấp cái kỹ thuật này lên cho anh chị em. Và ngoại trừ anh chị em lên học những lớp căn bản, những lớp cao nhất của NLG thì anh chị em mới có khả năng đó. Còn bây giờ thì chưa được, nhớ giùm chú nha, chưa được. Rồi. Yeah, cảm ơn chú. Yeah, Kristen. Yeah. So the last question is, when practicing the stem cell stimulating formula and self-healing formula, every time I practice this formula, I want to increase the brain's frequency level. Is that possible? And Mr. Lee share, no, you cannot increase the brain frequency level by yourself. When learning NLG, you know that you must follow the instructions step by step. It's like having an iPhone. In order for your iPhone to connect to 3G, 4G, and 5G, you need to have a technician design that Wi-Fi connection so that you can connect to the Wi-Fi. Same thing with energy. You need to have a technician activate the level of energy so that you can be able to use it. If not, then you cannot use it by yourself. So please keep that in mind. Just follow the instruction and practice correctly and consistently.